Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay thì kênh Xe Hơi Việt xin phép gửi đến quý vị các bạn một trong những cái chiếc xe mà đang có thể nói là làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian một tháng vừa qua kể từ thời điểm ra mắt. Đó chính là Kia Cerato phiên bản mới 2019. Hiện tại bên cạnh tôi đây là chiếc xe Cerato 2.0 phiên bản cao cấp nhất có giá bán niêm yết là 675 triệu. Tôi xin đính chính một chút về cái video clip này. Tôi sẽ không là người bán hàng trực tiếp, do đó là nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về xe lái thử, hãy liên hệ với số hotline bên dưới gặp bạn Luân, trưởng nhóm bán hàng tại Kia Phạm Văn Đồng. Và chiếc xe này cũng chính là chiếc xe mà tôi mượn từ Kia Phạm Văn Đồng để có thể dựng cái video clip này gửi đến quý vị các bạn. Chiếc xe này thì có rất nhiều màu sắc để cho quý vị lựa chọn. Ngoài cái phiên bản màu đen này ra, chúng ta có thêm màu trắng, màu đỏ. Đó là những cái màu cơ bản nhất. Ngoài ra những cái màu sắc khác nó lên đến 6-7 màu thì quý vị, các bạn cứ yên tâm là nó có thể đáp ứng mọi cái nhu cầu, mọi cái tính có thể coi là phong thủy có hợp với các bạn hay không. Rồi lan man thế thôi, bây giờ tôi giới thiệu qua chút tổng thể của chiếc xe này. Thì các bạn nhìn thấy rồi, nổi bật nhất chính là cái phần đầu xe. Nó vẫn giữ nguyên những cái thiết kế cũ, đặc biệt là cái mặt ca lăng này. Vẫn là cái thiết kế dạng mũi hổ đặc trưng đến từ Kia. Hai bên này, chúng ta sẽ có cái cụm đèn. Và toàn bộ hệ thống đèn trên chiếc Cerato này, đó là đèn full LED. Chúng ta sẽ có đèn bi, đèn cốt đều là đèn LED. Đèn xi nhan và đèn đề bi cũng là đèn LED. Dưới này chúng ta sẽ có một cái cụm đèn LED ban ngày. Và đặc biệt các bạn lưu ý này, vị trí này, đây là vị trí duy nhất mà Kia không trang bị đèn LED cho mình, đó chính là đèn gầm sương mù. Tuy nhiên thì chiếc đèn gầm sương mù này lại là dạng đèn sương mù dạng bi, đảm bảo được cái tính tập trung của ánh sáng và xuyên phá rất là tốt. Nằm dưới cái nắp capo này, có lẽ là điều tôi cảm thấy không hài lòng nhất về chiếc xe này, đó chính là nó vẫn sử dụng cái động cơ cũ, hộp số cũ 2.0 lít cho công suất tối đa 159 mã lực đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Đó là những gì mà Cerato vẫn đang giữ lại từ người đàn anh của mình. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử trên đường để xem với cái khối động cơ này thì khả năng tăng tốc, độ ồn cũng như là cái tiếng máy nó vọng vào khoang cabin nó có lớn hay không. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Rồi ok, bây giờ chúng ta di chuyển một chút về phía bên hông xe. Các bạn quan sát thấy này, hông xe Kia Cerato phiên bản này đang sử dụng la răng 6 chấu, là la răng 5 chấu kép, phay cắt rất là đẹp. Và cái la răng này thì hiện tại là đang sử dụng la răng 17 inch đi kèm thông số lốp là 225/45R17. Phía bên cạnh này chúng ta sẽ có xi nhan này, tích hợp đầy đủ hết đèn xi nhan trên gương, gương được chỉnh điện, cục điện. Và ở phiên bản, tất cả các phiên bản Cerato chúng ta sẽ đều không được trang bị cái hệ thống cảnh báo điểm mù, một trong những cái hệ thống mà có thể nói là cũng rất nhiều khách hàng đang quan tâm vào thời điểm hiện tại. Lùi xuống đây một chút, chúng ta sẽ có cái tay nắm cửa cùng màu thân xe, tích hợp cái nút bấm mở cửa thông minh như thế này. Và các bạn chỉ việc mang chìa khóa theo mình thôi, chạm nhẹ, mở khóa. Rồi di chuyển một chút ra phía đuôi xe. Cái phần đuôi xe này chính là phần mà tôi nghĩ là đẹp nhất của chiếc xe này. Các bạn thấy này, toàn bộ cái giải đèn này rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ thử cho cái đèn này nó sáng lên để các bạn xem nó như thế nào nhé. Phần đuôi xe này chính là phần mà tôi cảm thấy hài lòng nhất về chiếc Kia Cerato phiên bản mới này. Các bạn thấy này, toàn bộ cái cụm đèn này có thể nói là nó đang bắt chen rất là tốt. Taco đang thành công với việc thiết kế phần đuôi này. Chúng ta sẽ có một cái cụm đèn nối dài như thế này. Và như cái triển lãm gần đây nhất tại Thượng Hải cũng như là Bắc Kinh Motor Show, thì các bạn thấy đây chính là cái chen thiết kế của năm nay. Đó là vị trí này chúng ta sẽ không có cái giải chrome giống như các dòng xe Toyota hoặc là Hyundai nữa, mà thay hoàn toàn bằng một giải đèn LED luôn, nối liền hai cụm đèn hai bên. Các bạn thấy cụm đèn này Kia thiết kế rất là đẹp. Hôm nay thì trời nó hơi sáng một chút nên là chúng ta không quan sát rõ, còn thực tế buổi tối thì tôi có thể khẳng định luôn tuyệt vời cái vị trí đèn này. Ở dưới này chúng ta sẽ có xi nhan được đẩy lùi lùi xuống dưới, và đây là đèn báo lùi. Tại tất cả các vị trí này, đầu ngón tay tôi này, 4 cảm biến bao gồm 2 cảm biến góc và 2 cảm biến lùi, tích hợp với camera lùi giúp cho chúng ta lùi xe an toàn hơn. Các bạn quan sát tổng thể thì thấy rằng này, cái phần khoảng cách này, tôi có cảm giác ấy là nó hơi ngắn một chút, thì không biết là cái cốp xe này nó có rộng hay không. Thì bây giờ tôi mở thử ra xem nào. Đây là phần không gian cốp.
không hề đơn giản đâu, rất là rộng rãi. Phía dưới này chúng ta sẽ có đầy đủ kích lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Các bạn lưu ý này, cái phần trong này Thaco gia công rất là tốt, sơn nhám chống rỉ, tuy nhiên thì nó lại không có một tấm cách âm tiêu chuẩn. Đây chính là phần mà có thể dẫn đến cái việc vọng cái tiếng hút gió từ phần phía đuôi xe mà vào khoang động cơ. Thì lát nữa chúng ta thử xem cái tiếng hút gió này nó có tồn tại hay không nhá. Còn trên lý thuyết nếu không có cái tấm này chắc chắn là sẽ có tiếng hút gió. Rồi, đây là phần tổng thể ngoại thất của chiếc xe. Bây giờ thì tôi sẽ vào trong khoang cabin một chút để xem cái chiếc xe này nó có rộng rãi hay không, ngồi nó có thoải mái hay không, và cái thiết kế nội thất bên trong của xe nó như thế nào. Tôi đang có mặt tại hàng ghế thứ hai của xe. Về cơ bản thì đây là khoảng để chân đầu gối. Tôi đang để cái ghế này tiêu chuẩn nha, tức là tôi vừa mới lái xong, tôi cao khoảng 1m70, đang để mức ghế này trung bình. Và đây là hàng ghế thứ hai, tạo chúng ta một cái không gian như thế này. Khoảng để chân đầu gối khoảng một găng tay, đỉnh đầu tầm gần nửa găng tay. Tôi chỉ cao có 1m7 thôi, do đó là nếu mà khách hàng nào cao khoảng 1m85 trở lên thì tôi nghĩ là cái khu vực này cũng sẽ không được thật sự thoải mái. Tuy nhiên cái chiều cao 1m85 thì nó không phải là phổ biến ở Việt Nam, do đó chúng ta hãy cứ yên tâm. Tôi nghĩ là với khoang nội thất này thì hàng ghế thứ hai này rất là thoải mái này. Chất liệu da êm ái, khoảng tựa lưng này vừa đủ. Ở giữa này chúng ta có một cái hộc tì tay để đồ như thế này, hai khay để cốc rất là thuận tiện. Và cái điểm tôi ấn tượng nhất của chiếc Cerato ở hàng ghế thứ hai này đó chính là cái cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai này. Cái này thì bây giờ không phải là mẫu xe nào ở cái tầm tiền như vậy cũng được trang bị, ngoại trừ Hyundai Accent giá rất rẻ nhưng lại được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Toyota Vios thì không có rồi, mơ tưởng hão huyền thôi. Đó, hàng ghế thứ hai thì chúng ta chỉ đơn thuần như vậy thôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ lên phần quan trọng nhất, đó chính là khoang cabin. Tôi đang có mặt trong khoang cabin của chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0. Đây là phiên bản cao cấp nhất, có thể nói là nó mang nhiều cái hơi hướng thể thao. Và chúng ta sẽ có một cái bộ ghế da màu đỏ đen được phối màu như thế này. Ở trên đầu tôi này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ trời. Tuy nhiên là hơi đáng tiếc một chút khi mà cái cửa sổ trời trên mẫu Cerato này nó không phải là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nó chỉ là cửa sổ trời dành cho vị trí người lái thôi. Không sao cả, nói chung như thế này là cũng tốt lắm rồi. Tại vì cửa sổ trời thì sẽ càng ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, do cái thiết kế thể thao cũng như là mang lại cái không gian thoáng đãng cho chiếc xe này. Trên này chúng ta sẽ có đèn trần LED hỗ trợ, hộc để kính các thứ có đầy đủ hết. Gương chiếu hậu này chúng ta sẽ là gương chiếu hậu chống chói điện các bạn nhé. Gương chiếu hậu chống chói điện đó. Lui xuống phía dưới này, quan trọng nhất này, cái màn hình điều khiển trung tâm này rất là tuyệt vời. Nó mang cái thiết kế khá là mới và càng ngày thì tôi nghĩ là nó càng giống cái xe châu Âu với xe Đức nhiều hơn. Màn hình được dựng thẳng lên và hiện tại bây giờ cái mẫu thiết kế này thì các bạn thấy nó tồn tại trên Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe, Mazda cũng theo cái mẫu thiết kế này từ khá lâu rồi. Phía dưới chúng ta sẽ có các phím điều khiển, tuy nhiên thì tất cả đều là phím cơ nhé, không phải phím cảm ứng đâu. Nếu là cảm ứng thì tuyệt vời, không có gì để chê. Phía dưới này điều chỉnh cửa gió điều hòa, đèn báo khẩn cấp. Dưới này là toàn bộ cụm điều hòa của chúng ta. Thì ở đây sẽ là điều hòa tự động, có sấy kính đầy đủ tất cả các thứ. Và đây là điều hòa hai vùng độc lập, một cái điểm đáng khen. Ngay phía dưới này thì chúng ta có một cái sạc không dây. Cái vị trí sạc không dây này để khá là khuất, tuy nhiên thì lại rất thuận tiện. Các bạn thải điện thoại thôi, bật nút là ok, điện thoại sẽ tự dựa động sạc. Có một cái hộc để đồ nhỏ nhỏ ở dưới này chút, cắm được USB rồi sạc điện rồi tổng 12V. Phía dưới này chúng ta có một cái cần số, thì tôi sẽ mở cái này ra để xem nó thiết kế có đẹp không. Đây là cái vị trí cần số của chúng ta này, một cái cần số cầm nắm rất là êm ái vừa tay, và chỗ này toàn bộ bằng da các bạn nhé, da mạ bạc. Chỗ này là để tắt cảm biến lùi phía sau này đó. Bên này chúng ta sẽ lựa chọn chế độ lái, và chiếc xe này được trang bị tới 3 chế độ lái cho các bạn: Eco, Smart và Comfort, thoải mái thuận tiện. Và có một cái điểm rất hay, đó là khi mà chúng ta lựa chọn chế độ lái ấy, thì cái độ nhẹ, nặng nhẹ của vô lăng trợ lực điện này này nó cũng sẽ thay đổi theo cái chế độ lái. Nếu mà trong phố thì không có gì nhẹ nhàng hơn bằng việc là một cái trợ lực nhẹ nhàng, rất là dễ lái. Rồi, tổng thể của xe về nội thất thì đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ test một chút ở trên đường để xem chiếc xe này nó có cái gì đặc biệt và nó vận hành ra sao. Xin mời quý vị và các bạn. Tôi đang cầm lái cái Cerato. Đây là phiên bản cao cấp nhất, sử dụng động cơ 2.0 lít, hộp số 6 cấp và cho công suất tối đa là 159 mã lực.
Chiếc xe này thì đang được Kia chào bán trên toàn quốc với giá là 675 triệu. Nội thất thì các bạn quan sát qua rồi, màu đỏ đen, khá là thể thao. Rồi ok, bây giờ tôi thử chân ga chân phanh một chút. Trước đây thì tôi có nghe thấy có nhiều ý kiến về cái việc mà thắc mắc là tại sao cái thế hệ Cerato trước đây nó hay bị đánh giá là nó có một cái mùi gì đó hơi khó chịu ở trong khoang nội thất. Và thực sự thì tôi cũng đang cảm thấy cái mùi đấy, tuy nhiên nó không thật sự gắt như cái phiên bản cũ. Tôi sẽ đạp hết ga ở trong đoạn đường này để xem thực tế cái vòng tua và cái độ ồn cũng như là tiếng gần của cái khoang động cơ nó có bị lọt vào trong cabin hay không. Rồi ok, bây giờ tôi test thử. Đấy các bạn thấy không ạ, nó gắt lên liên tục luôn. Vòng tua thì lên rất nhanh, 6.000 vòng trên phút. Sau đó thì nó sẽ tụt về. Và theo cảm giác cá nhân của tôi ấy, thì cái chân ga này rất là nhạy, nó nhẹ hơn thế hệ cũ khá nhiều. Cái cảm giác chuyển số nó cũng mượt mà hơn những chiếc xe cũ trước đây. Kia thì đang rất là thành công với cái mẫu Cerato 2019 này, khi mà họ liên tục lọt vào top xe bán chạy nhất. Trung bình một tháng bây giờ mẫu xe Cerato này đang bán ra thị trường khoảng hơn 1.000 xe mỗi tháng. Một chiếc xe phân khúc hạng C, tuy nhiên thì giá lại rất là mềm. Và hiện tại thì Cerato này đang có giá bán có lẽ là tốt nhất trong phân khúc. Đối thủ chính của Cerato tại Việt Nam sẽ là Mazda 3, Elantra, và cao hơn một chút nữa thì chúng ta có Honda Civic và Toyota Altis. Tuy nhiên thì Cerato này rất là hút khách hàng chính vì cái cảm giác lái này và thiết kế ngoại thất, nội thất rất là thể thao. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, lái thử, khuyến mại cũng như là thủ tục trả góp, các bạn có thể vui lòng liên hệ với bạn Luân, trưởng nhóm bán hàng tại Kia Phạm Văn Đồng, đại lý chính hãng phân phối toàn quốc. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Và nếu được thì các bạn vui lòng subscribe ủng hộ kênh để chúng tôi có thêm kinh phí, có thể tiếp tục xuất bản những cái video có giá trị thực tế hơn nữa, sát với người dùng. Nó cũng sẽ là một cái kênh cung cấp những cái tư liệu khá là tốt để cho các bạn tham khảo trong trường hợp mà chúng ta quyết định mua xe. Rồi, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào.